Thần số học, bí mật của các con số. Thần số học là một bộ môn khoa học nghiên cứu về mối quan hệ giữa các con số và tính cách, cuộc sống của con người. Theo quan điểm của thần số học, mỗi con số đều mang một ý nghĩa riêng, thể hiện những khía cạnh khác nhau trong tính cách, mục đích, kỹ năng và tiềm năng của mỗi người. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đi đến với cách tính trong thần số học. Mỗi chữ số trong ngày sinh sẽ được quy đổi thành một con số từ 1 đến 9. Sau đó các con số này sẽ được cộng lại với nhau để tạo thành một con số tổng. Con số tổng này được gọi là số chủ đạo, thể hiện những nét tính cách và mục đích chung của mọi người. Để biết được con số chủ đạo của bạn là gì, tính cách như thế nào, chúng ta hãy cùng đón xem ở video tiếp theo nhé.